Bếp điện từ hồng ngoại này thì được thiết kế kết hợp dạng bếp lắp âm hoặc lắp nổi nên phù hợp với mọi không gian bếp tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu ăn là một nghệ sĩ. Nhưng mà việc nấu nướng thì lại mất khá thời gian đúng không? Thế nên là để tiết kiệm thời gian nấu nướng và tiết kiệm điện thì bếp điện đã ra đời. Tuy nhiên là trên thị trường thì lại có rất là nhiều loại bếp điện khác nhau và nó sẽ khiến cho chị em nội trợ phân vân khi mà lựa chọn. Nên là hôm nay Linh sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc bếp điện 2-trong-1. Nó không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nấu nướng mà lại còn không có kén nồi nữa. Đây, đó chính là chiếc bếp điện đôi từ hồng ngoại đến từ thương hiệu Jenger. Hãy cùng Linh tìm hiểu xem là chiếc bếp điện này có phù hợp với nhu cầu của bạn không nhé. Giống như những loại bếp điện khác, bếp điện từ hồng ngoại này thì được thiết kế kết hợp dạng bếp lắp âm hoặc lắp nổi nên phù hợp với mọi không gian bếp tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Bếp thì có hai vùng nấu, một vùng bếp từ sử dụng cảm ứng từ làm nóng bếp và một vùng hồng ngoại thì sử dụng bức xạ nhiệt làm nóng nồi chảo. Như vậy mà bạn có thể sử dụng đa dạng cho nhu cầu nấu nướng của mình. Không biết với mọi người thì như thế nào nhưng mà với Linh á, khi mà đi siêu thị mua bếp điện thì Linh rất là quan tâm đến công suất của bếp và với chiếc bếp này thì Linh khá là ưng ý về điểm này của nó. Tuy chỉ có hai vùng nấu thôi nhưng mà công suất tổng của bếp điện đôi từ hồng ngoại này thì lên tới 4.200 W lận. Với vùng trái là vùng nấu từ có công suất là 2.000 W, còn vùng nấu phải là bếp hồng ngoại nên công suất là 2.200 W. Với công suất như vậy thì mình có thể nấu nướng một cách nhanh chóng, không chỉ tiết kiệm thời gian mà lại còn tiết kiệm điện nữa. Ở vùng hồng ngoại kích thước tối đa là 22cm, còn vùng từ là 20cm nên các bạn dùng những nồi chảo phù hợp với kích thước cho phép nhé. Ở vùng bếp từ này thì chúng ta chỉ sử dụng được các loại nồi chảo được làm từ gang, inox hay là chống nhiễm từ thôi. Còn đối với vùng bếp hồng ngoại ở bên này thì nó không có kén chọn nên là mình dùng loại nào cũng được, rất là tiện để chúng ta nấu nướng. Với công nghệ đến từ Đức, mặt kính màu đen bóng của bếp thì được làm bằng chất liệu ceramic nên là chống trầy xước, chịu nhiệt và chịu lực tốt. Linh nhìn vào thì thấy là mặt kính sáng bóng y như là một chiếc gương soi vậy đó và thấy được cả phản chiếu hình ảnh bàn tay của mình luôn này. Thấy được hình ảnh bàn tay mình phản chiếu luôn. Chính vì nó sáng bóng như vậy nên là việc bị bám dính vân tay là một điều không thể tránh khỏi được. Vì thế nên là để cho bếp luôn được sạch sẽ và thẩm mỹ thì các bạn hãy vệ sinh lau chùi thường xuyên sau mỗi lần sử dụng nha. Một điểm nữa mà Linh cũng rất quan tâm khi đi mua bếp đó chính là bộ điều khiển của nó có thao tác dễ dàng hay không. Và đối với Linh thì chiếc bếp này nó khá là dễ sử dụng. Bảng điều khiển của bếp điện đôi từ hồng ngoại thì sử dụng cảm ứng được ký hiệu rõ ràng, bố trí khoa học, thao tác đơn giản và có đèn LED hiển thị, giúp cho ta tiện quan sát trong quá trình nấu nướng. Đặc biệt là bếp sử dụng trượt cảm ứng, có 8 mức cài đặt công suất khác nhau, giúp điều chỉnh nhiệt độ một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì mỗi vùng nấu đều có một bảng điều khiển riêng biệt, nên là bạn có thể thay đổi chế độ nấu theo nhu cầu của mình nha. À, mà mình có thử dùng bao tay có độ dài nhất định thì cũng thao tác được luôn. Không biết các bạn thì như thế nào nhưng mà cũng có những lúc Linh đang nấu ăn thì lại bận việc đột xuất, hoặc là có những khi mà mình nấu những cái món phức tạp cần nhiều thời gian thì nó cũng hơi bất tiện trong nấu nướng một tí xíu. Và chiếc bếp này thì đã có một chức năng để giải quyết tất cả các vấn đề đó, đó chính là chức năng hẹn giờ. Nhờ có ký tự hình đồng hồ và chữ timer nên chức năng hẹn giờ được nhận biết dễ dàng. Bạn có thể thiết lập hẹn giờ tối đa lên đến 480 phút giúp chủ động kiểm soát được thời gian nấu thích hợp. Sau khi hết thời gian thì bếp sẽ tự động tắt để đảm bảo cho món ăn được nấu chín, không gây cháy khét. Thời gian hẹn giờ cao nên là cũng tiện lợi cho việc nấu nướng các bạn ha. Thế nhưng mà chỉ có một cái điểm trừ nho nhỏ thôi, đó là chúng ta phải trượt nhiều lần thì mới có thể điều chỉnh thời gian được. Thêm một cái nữa đó là thời gian không được chuyển từ phút sang giờ. Đã cài đặt thời gian nấu rồi mà lại còn phải làm thêm một phép toán chi nữa thì đau đầu lắm luôn á. Bên cạnh đó, đối với những nhà có trẻ em thì để tránh các bé tái máy nghịch ngợm, tại vì là trẻ con mà, thì chiếc bếp này nó có một tính năng đó là khóa an toàn. Bạn chỉ cần chạm vào ký hiệu hình chìa khóa trên bảng điều khiển trong vòng 2 đến 3 giây cho đến khi có đèn báo hiệu hình ổ khóa xuất hiện là được. Còn nếu như mà muốn tắt thì làm thao tác ngược lại là xong. Vì là bếp điện kết hợp nên là mỗi vùng nấu này thì cũng sẽ có những chức năng riêng biệt luôn. Phía bên vùng nấu từ thì bảng điều khiển có phím cảm ứng hình 4 ô vuông nhỏ cho phép chúng ta lựa chọn chuyển chế độ công suất sang chế độ chức năng nhiệt. Mình chỉ cần tăng hoặc giảm nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED. Theo như Linh thấy thì việc chuyển đổi chức năng này sẽ giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh, kiểm soát được nhiệt độ phù hợp với từng món ăn như là món xào, món chiên v.v. nên rất là tiện lợi.
Còn ở bên vùng bếp hồng ngoại, ở chế độ bình thường thì ta chỉ có thể chỉnh được công suất lên mức 4 thôi. Nhưng mà nhờ chức năng Boost nên là mình có thể tăng công suất lên tới mức 8. Thành ra trong quá trình nấu nướng sẽ được tăng nhanh hơn nhiều. Đây, mình có thử đun sôi nước ở hai mức khác nhau. Thì nước ở mức chế độ Boost đã chỉ trong vòng 5 phút là sôi rồi. Ngoài chức năng kể trên thì để nâng cao sự an toàn cho người dùng, chiếc bếp điện này còn được trang bị công nghệ inverter, giúp tiết kiệm điện lại đảm bảo an toàn khi sử dụng nữa. Đầu tiên chính là chức năng tự tắt bếp sau 5 đến 60 giây, khi mà Linh không cài đặt nhiệt độ nấu hoặc là không đặt nồi lên bếp, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Tiếp theo là một chức năng mà Linh nghĩ là nó rất là phù hợp cho những ai đản trí hay là não cá vàng giống như Linh. Đó chính là chức năng cảm ứng chống trào. Bếp sẽ tự ngắt khi mà nước bị tràn trên bề mặt bảng điều khiển. Lúc này thì bếp sẽ hiện chữ E7 trên màn hình LED. Bạn chỉ cần tắt bếp, lau sạch nước đi và sử dụng lại bếp là được. Bếp còn có chức năng tự ngắt nhiệt khi mà hoạt động quá tải hoặc là điện áp không ổn định để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Và các bạn có để ý rằng là khi mà chúng ta nấu nướng xong thì mặt bếp nó sẽ nóng đúng không? Lúc này trên bảng điều khiển thì sẽ xuất hiện đèn cảnh báo hình cánh tay cho người sử dụng biết để mà tránh các trường hợp va chạm gây bỏng đó nha. Vừa rồi là những đặc điểm và tính năng của chiếc bếp điện đôi từ hồng ngoại mà Linh vừa mới điểm qua. Bây giờ thì hãy cùng Linh trải nghiệm để xem là chiếc bếp này có phù hợp với các bạn không nhé. Ở đây thì Linh đã có chuẩn bị hai nồi nước với hai chất liệu khác nhau phù hợp cho từng vùng nấu. Nồi inox này thì mình sẽ để ở bên vùng bếp từ, còn nồi thủy tinh thì mình để ở bên vùng nấu hồng ngoại. Thường thì những chất liệu như là thủy tinh, sứ hay là đất sẽ hấp thụ nhiệt chậm hơn so với những loại nồi làm bằng kim loại. Cho nên là để kiểm tra xem nước được đun sôi trong bao lâu thì ở bên bếp từ này, Linh đã điều chỉnh nhiệt độ cao nhất lên 240 độ C. Mình đã điều chỉnh bên bếp từ ở nhiệt độ cao nhất là 240 độ C. Còn với vùng bếp hồng ngoại thì mình cần phải chạm vào chức năng Boost để điều chỉnh lên mức độ cao nhất. Mặc dù nồi thủy tinh thì có thời gian hấp thụ nhiệt chậm hơn so với các nồi làm bằng kim loại, thế nhưng mà nhờ vào chức năng Boost nên là chỉ khoảng 5 phút thôi là nước đã được đun sôi sùng sục rồi nè. Còn bên bếp từ thì vì đặc điểm là nấu nhanh cho nên là mất khoảng từ 2 đến 3 phút là nước cũng đã được đun sôi rồi. So với các loại bếp khác thì mình khá là ưng ý về thời gian đun nấu sôi của vùng bếp này. Vừa rồi thì mình đã test xong sự hoạt động của chiếc bếp điện đôi từ hồng ngoại này rồi. Cá nhân Linh thì Linh lại thích cái vùng bếp từ này hơn tại vì là nó nấu nhanh hơn. Giả sử như mà trong trường hợp mà mình đói bụng á, mình muốn pha một ly mì tôm thì Linh nghĩ là mất đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi là đã có ngay một ly mì ngon rồi. Còn với cái phần bếp hồng ngoại này thì do là nó không có cán nồi nên là cũng rất tiện cho chúng ta. Sau khi đã trải nghiệm chiếc bếp điện đôi từ hồng ngoại này rồi thì Linh thấy là đây là sản phẩm mà phù hợp với đa số mọi gia đình luôn. Hoặc là những bạn nào mà chúng ta lỡ mua sắm nhiều loại son chảo rồi mà lại không muốn bỏ đi thì có thể cân nhắc chiếc bếp này nha. Giá của sản phẩm này thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo nhé. Và các bạn nghĩ sao về chiếc bếp này? Hãy để lại bình luận cho Linh biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn một nút like và subscribe kênh của Điện Máy Xanh để xem thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.